Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Thường Ngày của mình. Dành cho các bạn nào chưa biết về kênh thì kênh của mình tập trung chủ yếu nói về thị trường bất động sản, thị trường ngân hàng cũng như là thị trường tài chính nói chung, để cho các bạn có một cái góc nhìn tổng quan và một số thông tin liên quan tới thị trường, những cập nhật của thị trường mà sát với thực tế nhất, những trải nghiệm của mình trong thị trường bất động sản mình sẽ gửi đến các bạn để cho các bạn có thêm được nhiều thông tin để các bạn có thể lựa chọn được một bất động sản như ý ha. Và hôm nay chúng ta cùng nhau bàn luận về một vấn đề, đó là ngân hàng đã có room thì bất động sản năm nay, năm 2023 liệu có phục hồi hay không? Thì chúng ta cùng nhau phân tích để xem được một cái nhìn tổng quan, một cái nhìn gọi như là sát nhất với thị trường để cho mình có thêm một cái định hướng trong năm 2023 này ha. Và không để các bạn chờ lâu, không để mất thời gian thì mình sẽ vào luôn vấn đề nha các bạn. Và thực trạng cuối năm 2022 thì ngân hàng nhà nước cũng đã có một số động thái nới room cho tất cả các tổ chức tín dụng nhằm phục hồi kinh tế, giảm bớt được những áp lực về tiền cho các doanh nghiệp ha. Và đầu năm 2023 thì ngân hàng cũng đã có room lại và có room hàng năm. Room này là room năm nào cũng có nha các bạn, không phải là ngân hàng sẽ nới ra khoản room cho năm 2023 ha. Cái khoản nới room năm 2022 thì ngân hàng nhà nước đã nới rồi và kết thúc vào cuối năm 2022 rồi. Và năm 2023 này thì ngân hàng, tất cả các tổ chức tín dụng đều có khoản room lại vào đầu năm. Thì nhưng năm nay thì tất cả các ngân hàng sẽ không tập trung vào cho vay bất động sản nha các bạn. Các bạn nên lưu ý về vấn đề này. Năm 2023 thì tất cả các ngân hàng sẽ tập trung vào cho vay sản xuất kinh doanh để thúc đẩy sản xuất kinh doanh của cả nước, để cho những cái hoạt động sản xuất kinh doanh tạo ra của cải vật chất để tạo ra công ăn việc làm cho toàn xã hội. Vay bất động sản sẽ được kiểm soát kỹ hơn và sẽ tập trung vào những bất động sản có tín dụng tốt thôi nha các bạn. Ngân hàng sẽ không khóa cho vay bất động sản, nhưng ngân hàng sẽ siết lại. Điều kiện vay của bất động sản sẽ khó khăn hơn và khắt khe hơn. Những tiêu chí mà để đáp ứng được điều kiện vay của ngân hàng sẽ nâng cao hơn. Đó thì những cái đó sẽ gây khó khăn cho những người đi vay với mục đích là mua bất động sản nha các bạn. Với tình hình này thì các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản cũng như những nhà đầu tư bất động sản muốn sử dụng vốn của ngân hàng, muốn sử dụng đòn bẩy của tài chính thì cũng rất là khó để mà sử dụng trong năm 2023. Dự kiến năm 2023 này cũng sẽ có rất là nhiều thách thức cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Vậy thì câu hỏi đặt ra là năm 2023 này liệu bất động sản có thể phục hồi hay không? Thì mình phải xét vào một số điều kiện để bất động sản có thể phục hồi hay không ha các bạn. Điều kiện thứ nhất, sẽ dần ổn định hơn khi các chính sách liên quan tới các lãi suất tín dụng, những tỷ giá được ban hành ổn định lại. Khi lãi suất ngân hàng còn biến động, còn thay đổi, còn phải phụ thuộc trực tiếp vào kinh tế thị trường, thì tình hình này thì bất động sản vẫn chưa có thể phục hồi lại được. Đó là ý kiến của ông Lê Đình Hảo, giám đốc khối kinh doanh của bất động sản.com.vn. Thì sàn này thì giao dịch rất là nhiều, thì cho nên là ông có đủ dữ liệu, cơ sở dữ liệu để mà đưa ra một cái quyết định, đưa ra một cái ý kiến tương đối là sát với thị trường. Thì mình sẽ tổng hợp dựa vào cái bài báo của kinh doanh và phát triển.vn. Thì những cái bài báo này thì họ sẽ tổng hợp dựa vào những cái ý kiến của các chuyên gia, thì mình cảm thấy là nó cũng tương đối là chính xác, tương đối là sát với thị trường và nó có cơ sở. Thì mình sẽ tổng hợp lại từng ý để mình tóm gọn lại cho các bạn dễ hiểu hơn. Điều kiện thứ hai, đó là hiện đang trong quá trình để sửa đổi luật liên quan tới bất động sản. Một số nhà đầu tư trong thời gian này thì rất là ngại xuống tiền. Đến khi mà sửa đổi xong cái luật á, thì khi mọi thứ đã rõ ràng thì thị trường mới sẽ có động lực để phục hồi mạnh mẽ lại. Khi mà người dân, khi mà nhà đầu tư đang còn e dè bởi những cái rào cản về luật, về những cái chính sách liên quan, có thể là ví dụ như mình mua một bất động sản trong thời điểm này mà đang trong giai đoạn sửa đổi luật, đến lúc mà ban hành ra luật mới thì những cái thay đổi đó nó ảnh hưởng đến cái bất động sản của mình hiện tại mình mới mua, thì nó sẽ rất là khó, rất là rủi ro khi mà mình đầu tư trong thời gian này. Cho nên là hầu như đa số trong thời gian này, tất cả các nhà đầu tư, những người muốn mua bất động sản, họ sẽ e dè, dè chừng lại và đợi những cái động thái liên quan tới luật,
sau khi ban hành và họ biết chính xác rằng là một cái vị trí đó có được quy hoạch thành đất ở hay không, vị trí đó quy hoạch thành những cái thông tin gì và những cái rào cản nào liên quan tới luật, những cái thuế, những cái chính sách liên quan tới bất động sản tại địa phương đó, thì lúc đó người dân mới mạnh dạn hơn, mới có thể mà đầu tư nhiều hơn vào bất động sản. Đó là ý kiến của ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản của Việt Nam. Thì những chuyên gia này, những người này mới là nắm sát với tình hình thị trường, và những người này có cơ sở có thể đưa ra những cái ý kiến kiến nghị được với cơ quan nhà nước để thay đổi những cái luật liên quan. Những nhận định của những chuyên gia này thì nó mới sát với thực tế và nó xác thực hơn và nó có căn cứ hơn. Vậy cho nên khi luật đang còn sửa đổi, đang còn thảo luận, đang còn tổng hợp, đang còn những cái thông tin liên quan chưa có thể ban hành ra được, thì nhà đầu tư vẫn còn rất e dè cho việc là đầu tư vào bất động sản trong thời gian này. Vậy cho nên khi luật đã sửa đổi, khi luật đã ban hành ra chính thức, thì lúc đó bất động sản mới có cơ sở để phát triển vực dậy. Và một yếu tố nữa để cho bất động sản vực dậy được thì phải giải quyết sớm được các vấn đề về pháp lý, gỡ các nút thắt vốn, trong đó có trái phiếu doanh nghiệp bất động sản nè, kiểm soát được rủi ro hệ thống liên quan giữa tài chính và bất động sản và tất cả những thứ khác liên quan, thì lúc đó thị trường bất động sản mới có khả năng phục hồi lại được. Bây giờ hiện tại chưa tháo gỡ được những cái vướng mắc liên quan tới là vốn, chưa có tháo gỡ được những vướng mắc liên quan tới trái phiếu doanh nghiệp bất động sản, vẫn còn có những vụ lùm xùm liên quan, chưa kiểm soát được rủi ro, thì bất động sản vẫn còn án binh bất động hả các bạn. Vậy cho nên năm 2023 sẽ là năm thách thức nhiều hơn, khó khăn nhiều hơn nữa đối với các nhà đầu tư, những người đang lún vào thị trường bất động sản trong giai đoạn hiện tại chưa tháo gỡ ra được, và những người đang bị vướng mắc về mặt tài chính trong năm 2023 này cũng có thể xác định rằng là nó sẽ khó khăn hơn rất là nhiều, khó khăn hơn năm 2022 nữa. Đến khi luật sẽ ban hành vào cuối năm 2023 này thì mất khoảng một thời gian nữa thì thị trường mới phát triển trở lại được. Cho nên những nhà đầu tư hiện tại đang còn vướng mắc về vốn thì tập trung tháo gỡ về vốn. Những nhà đầu tư đang vướng mắc về thanh khoản thì tập trung giải quyết sớm để giảm bớt áp lực trong giai đoạn năm 2023. Dự kiến thì trong năm 2023 này thì thị trường vẫn chưa có thể phục hồi lại được ngay. Cho nên một cái bài toán này thì còn giải rất là dài nữa. Cho nên các bạn, các nhà đầu tư nên lưu ý cẩn trọng trong giai đoạn này. Cũng như là những người hiện tại đang cầm tiền thì cũng nên dè chân, cũng nên là lưu ý, cũng nên là sáng suốt trong quyết định đầu tư trong thời gian này. Khi mình có được một thông tin chính xác nhất, rõ ràng nhất và nó uy tín nhất thì mình mới quyết định đầu tư, và mình phải nên tham khảo nhiều nguồn khác nhau, nhiều ý kiến khác nhau để mình có được một cái nhìn nó tổng quát nhất, tổng quan nhất và những rủi ro có thể lường trước được ha. Đó là những thông tin mà mình cần phải nắm trước khi đầu tư vào kinh doanh trong thời điểm hiện tại. Và theo các bạn, điều kiện nào để cho năm 2023 này làm cho bất động sản sẽ vực dậy và phát triển hơn thì các bạn cho mình xin thêm ý kiến dưới phần comment nha. Hy vọng rằng thị trường bất động sản năm 2023 sẽ có được nhiều chuyển biến tích cực hơn và có nhiều lợi thế hơn, có nhiều tiềm năng hơn về phát triển. Và cuối cùng, xin kính chúc tất cả các bạn có thật nhiều sức khỏe, chào đón một năm mới thật an khang, thịnh vượng và có được kinh doanh thuận lợi trong năm 2023 này. Rồi xin chào tạm biệt các bạn và hẹn các bạn ở những video clip tiếp theo.